Trong khu nhà cũ kỹ dột nát, để hoang cũng gần 49 năm. Đúng là trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ là mày không ngờ tới nó sẽ diễn ra theo cách nào mà thôi. Không ít lần, chúng ta vẫn tự hỏi, trên đời này có ma thật không? Nếu có, thì tại sao chưa bao giờ nhìn thấy? Có hôm, thức đến khuya, mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây mãng cầu, mọc sát bên cái giếng cũ, chỉ che một tấm tôn lại. Vì ở đó, có người đã thấy một bóng người không đầu, lấp ló phía sau. Ai? Ai thấy? Con sen, nó ở phòng đầu trước dãy khu trọ đó. Nó thấy hồi nào? Tối hôm qua, lúc nó mở cửa cổng cho thằng nào đi chơi về khuya, nó thấy cái bóng, ăn nói xà lơ. Chắc mớ ngủ chứ gì? Tao ở đây mấy năm rồi, có thấy cái quái gì đâu. Con sen năm nay 18 tuổi, nhà nó nghèo, nhưng được cái nước da trắng trẻo, dáng người múp tròn và sống mũi cao thon. Như này là ăn tiền rồi. Thời nay, mấy cô mấy chị người ta đi xử mũi, còn nó khi sinh ra đã được như vậy rồi. Nói chung là rất xinh gái. Trước khi nó dọn về khu trọ này và bán tạp hóa trông coi khu trọ cho bà Sim, thì nó làm việc trong quán bar. Nơi đó thì khỏi nói, khách ra vào đông, mà toàn là dân du lịch từ các nước châu Âu đổ về. Vì ở đây có sân bay quốc tế, mà còn sát bên bờ biển. Dân vùng trung tâm rất khá, chỉ việc cho thuê phòng, bán đồ ăn linh tinh các thứ là đã đủ sống rồi. Nhưng vùng ven thì khác, giống như hai thế giới, nó có khát vọng riêng. Nó muốn rất nhiều thứ, như trên mạng xã hội người ta vẫn khoe. Nó cũng muốn được như thế, muốn có. Nó hay mượn đồ của bạn, người quen chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội. Trang của nó có lượt tương tác khá cao. Nó cũng không ngại khoe và thả thính các kiểu. Nó làm trong quán bar, nó gặp đủ thể loại người. Nó không biết tiếng Anh, vốn từ của nó chỉ là Hi, Hello, What's your name? Những kiểu như vậy thôi. Nó giao tiếp bằng phần mềm dịch trên điện thoại. Nó bấm tiếng Việt rồi, phần mềm dịch sang tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc. Nên, cứ bước vào quán bar sẽ thấy nam nữ nhìn vô điện thoại mà cười tủm tỉm, khoác eo nhau. Quán bar này nằm sâu dưới lòng đất, chỉ chưa một ngõ để đi lên xuống, và phần chóp nhô lên mặt đất để lấy không khí lưu thông. Cửa vào thì nhỏ, nhưng quán bar dưới lòng đất thì rộng lớn. Đêm hôm đó, nó vẫn làm việc như bình thường. Hôm nay, tông chủ đạo của quán là màu xanh da trời. Toàn bộ nhân viên nữ trong quán đều mặc đầm xanh. Mặc gì cũng được, miễn màu xanh da trời là được. Đứa nào cũng mặc đồ ôm body để trông hấp dẫn, quyến rũ hơn. Nhìn ai cũng đẹp, cũng sang. Nam thì mặc áo sơ mi. Đứa thì thắt nơ, mang khăn. Đứa thì mở nút áo để lộ bộ body bên trong. Tất cả xếp thành hai hàng, đứng đu đưa trước cổng chào của quán bar để thu hút khách. Cùng với tiếng nhạc đen sôi động, quả thật rất hấp dẫn, kích thích người qua đường. Sau vài tiếng đón khách, nhân viên vào trong quán, hòa mình vào điệu nhạc. Tất cả như tràn đầy năng lượng rất sung.
cứ tưởng tượng người nước ngoài kêu tên thật của nó là sẻn, thì nó nổi da gà và phì cười. Nhiều lần tiếp rượu khiến nó say lảo đảo, nhưng vẫn còn làm chủ được bản thân. Thật khó để nói nó không sa ngã khi làm ở nơi như thế này. Rượu thì nó vẫn uống, nhưng tất nhiên tiền thì tính vào những vị khách đã mời nó. Cơn say khiến nó thở dốc, dựa vào hốc gỗ bên nóc quầy. Một chân nó duỗi thẳng, một chân kê lên thành hình tam giác. Tay cầm điếu thuốc este. Nó thở phì phèo. Cơn buồn nôn ập đến. Nó nôn ọe, chạy vào vội nhà vệ sinh. Trước giờ nó rất ít khi nôn, nhưng hôm nay có vị khách lạ mời nó ly rượu màu xanh. Màu xanh da trời, vị khách nói. Màu này hợp với màu đầm em đang mặc. Khen nó mặc đầm đẹp. Hôn nhẹ vào tai nó, bàn tay xoay qua phần eo, luồn xuống sợi dây, nhét tờ tiền vào mông nó. Sau ly rượu đó, nó từ từ ngắm vào cơ thể. Ly rượu khiến người nó nóng bừng lên. Nó vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe vào bồn cầu. Nó quỳ sụp xuống nền nhà vệ sinh nôn. Nó nôn muốn lộn ruột. Nó thở hổn hển, mắt đờ đẫn, nước mắt ứa ra, hai con mắt nó đỏ ngầu. Cơ thể nó đổ đầy mồ hôi, vừa nóng vừa lạnh. Ra sức nôn ọe. Bỗng, nó chợt cảm thấy cổ chân nó lạnh toát. Nó ngửi thấy mùi tanh, hòa vào mùi chua, hòa lẫn mùi hôi của nó ói. Nó nghĩ, chắc lần này tiêu rồi, ói ra máu rồi. Nhưng, cái lạnh ở cổ chân đang bóp chặt nó. Nó quay lại thì thấy một cánh tay đàn ông đầy máu từ phòng vệ sinh bên cạnh thò qua. Nó giật mình, rụt chân lại la lên. Nó nghiêng đầu xuống nền nhà, ngó qua khe cửa, thì thấy một khuôn mặt đầy máu, mở trừng mắt ra nhìn nó. Trên cổ người này chảy máu không ngừng. Nhìn kỹ thì thấy vết cứa nhỏ ngay cổ như dao lam. Vết cứa nhỏ nhưng sâu, máu tuôn ra, để lộ thớ thịt, để lộ tĩnh mạch, động mạch cổ bên trong. Kêu nó, cứu, cứu tao với, tao rác quá, cứu tao với. Bàn tay vồ lấy cổ chân nó, nắm càng lúc càng chặt không buông. Nó rụt chân lại, giữ từng ngón tay đầy máu. Nó gỡ ra, nó hốt hoảng, nó lao ra khỏi nhà vệ sinh. Khi nó đang chạy được mấy bước thì có ai đó giơ tay kéo nó lại, kẹp cổ nó. Khi mở mắt ra, nó đã nằm trên giường rồi. Đầu nó đau nhất, có tiếng kêu ù ù trong đầu. Nó mệt mỏi, nằm úp mặt xuống giường, hai tay nắm gối che lên đầu, liên tục phổ vào đầu. Dường như có luồng suy nghĩ nào thoáng qua trong đầu nó. Nó bùng dậy, mặc đồ, vội chạy tới gặp nhà của thằng quản lý. Nó đứng trước cửa phòng, gõ cửa. Phòng trọ của thằng quản lý cũng như của nó, không hơn không kém.
chỉ gói gọn trong 15 mét vuông, tính luôn cái nhà vệ sinh nhỏ trong phòng. Vì ở thành phố lớn, tụi nó chỉ có thể thuê những phòng nhỏ như vậy để sinh tồn. Mới sáng sớm, mày tới có chuyện gì? Có gì tối gặp rồi nói, không được hay sao? Để tao còn ngủ, tối đi làm nữa. Dạ anh, cho em hỏi, tối hôm qua quán có xảy ra chuyện gì không anh? Chuyện gì là chuyện gì? Mày khùng hả? Về đi, tối gặp rồi nói chuyện. Anh khoan đã. Tối hôm qua em thấy có người dính đầy máu, kêu cứu trong nhà vệ sinh. Nè, mày ngủ mớ hả mày? Chơi cho cố vô rồi bị tâm thần phân liệt hả mày? Nè, nếu mà có chuyện gì á thì tao với mày còn đứng đây nói chuyện với nhau được hả? Nếu mà có á thì giờ này đã lên công an ngồi rồi nha mày. Còn đứng đây nói lảm nhảm, mày đi về đi. Để cho tao nghĩ coi. Mới sáng sớm mà đã phá rồi. Hết tập 1. Mời quý anh chị và các bạn đón xem tập 2 vào tuần sau. Cảm ơn các bạn đã nghe.